Mới đây, tại chương trình Nói Đi Sợ Hãi Gì, nam em đã chia sẻ thẳng thắn về luận điểm sống của mình. Trong cuộc đời này tôi chỉ sợ hãi chết thôi. Ai mời tôi đi show cũng đều trong tình trạng nơm nớp lo sợ hãi tôi sẽ buồn show. Tính cách của tôi rất khác thường. Tôi có tư duy khác mọi người. Các nghệ sĩ khác nghĩ là đã bước vào showbiz thì phải có trách nhiệm và trách nhiệm đi theo vòng quay của nó. Nhưng tôi nghĩ khác. Cuộc sống của tôi là do tôi tạo ra, nên tại sao nhân loại không quay quanh tôi, mà tôi phải quay quanh nó? Tôi chẳng sợ hãi điều gì cả. Trong cuộc đời này tôi chỉ sợ hãi chết thôi. Bây giờ tôi hết sợ hãi chết rồi thì chẳng còn gì đáng sợ hãi với tôi. Tôi hết sợ hãi chết vì nghĩ cái chết chẳng có gì, chết là hết, có biết gì đâu mà sợ hãi. Nếu cứ nghĩ tới cái chết thì sẽ bị đứng giữa ranh giới của cái chết và sự sống, khiến cuộc sống trở nên vô lý. Ai mà rơi vào tình trạng như thế thì bỏ nó đi. Tôi từng bị một căn bệnh là rối loạn sợ hãi, một loại tâm thần kinh, nếu không chữa sẽ nguy hiểm. Tôi phải tìm cách giảm tải stress để dứt bỏ nó. Người ta cứ chửi vào mặt tôi là con điên, con khùng. Nói tôi khao khát nhiều người biết đến nên cố tình bày ra những trò trong showbiz vừa qua là không đúng. Đơn giản là mỗi ngày tôi thức dậy, tôi muốn tìm kiếm xem mình là ai, tìm kiếm cái gì, làm gì. Mỗi người hiện ra đều có sứ mệnh khác nhau, tôi hiện ra để nói về câu chuyện, tầm nhìn của tôi trong buôn bản hội, giúp mọi người biết được. Đó là lý do vì sao sản phẩm tôi làm không qua bằng những câu chuyện của tôi. Chuyện đời tư của tôi qua gì khác biệt, mọi người chưa bao giờ được nghe. Cũng ít ai thấy một đứa riêng lẻ như tôi. Tôi không hòa nhập được với cuộc sống con người, nên luôn bận tâm và không muốn liên lạc với con người. Mọi người sống một cách rất khó hiểu. Người ta cứ chửi vào mặt tôi là con điên, con khùng, sống thật, dám nói những cái người ta không dám nói. Đến tận bây giờ, mọi người vẫn phải đi tìm kiếm tôi một lần nữa vì tôi đang rất thất vọng, cảm giác như không thể tồn tại ở buôn bản hội này thêm một ngày nào nữa. Mọi người cứ nói tôi khùng, điên, không ai biết rằng, những người khùng điên lại là kẻ tỉnh táo nhất trong buôn bản hội. Tôi không cần ai hiểu tôi. Tôi chỉ cần được nói và hành động. Tôi không sống cho bạn dạng thân tôi nên tôi thấy mọi thứ rất bình thường. Mọi người sống cho bạn dạng thân mình nên cứ phải toan tính này nọ còn tôi thì không. Ví dụ, tôi làm sản phẩm xong xuôi cứ để đó, biết đâu sau này tôi chết người ta sẽ xem. Đó không phải tiêu cực mà là sự thật. Tôi đi thuê quay phim không ai nhận. Tài khoản tôi chỉ có 1 triệu và trong người lúc nào cũng chỉ có tờ 100 ngàn. Tôi không có một người bạn nào trong showbiz hết. Từ trước đến giờ vẫn thế. Tôi đi thuê quay phim, đạo diễn, không ai nhận. Nhưng tôi không buồn. Tôi biết họ không đủ can đảm để bắt tay một người đang rơi xuống như tôi. Mọi người đang nghĩ tôi ở dưới vực nên chẳng ai dám quan hệ với tôi. Nhưng tôi không có thời gian để giải thích, đôi co với họ. Tôi mặc kệ. Tôi không buồn, buồn để làm gì khi cuộc sống của tôi đã quá buồn rồi. Đỉnh cao của thảm kịch là hài kịch. Tôi không hề tiêu cực về cuộc sống. Nếu tiêu cực tôi đã sợ hãi chết, sợ hãi loạn, lo sợ hãi. Tôi hiện ra không phải để yếu hèn đuối, mà phải mạnh mẽ, phải cho mọi người thấy câu chuyện của mình. Trong 2 tuần liền, tài khoản tôi chỉ có 1 triệu và trong người lúc nào cũng chỉ có tờ 100 ngàn. Tôi không phung phí một cái gì hết, dù sẵn sàng đổ tiền tỷ vào nghệ thuật. Tôi là một đứa hiện ra không có phụ dương mẹ. Tôi sống vô tư, không bị áp lực bởi điều gì hết. Tôi có thể đổ tiền tỷ để hiến nghệ thuật, nhưng không cần tiêu gì cho mình. Mọi người cứ phải xả thân kiếm tiền, chứ riêng tôi không cần. Tôi chỉ cần mỗi ngày thức dậy được sống hạnh phúc, đi chơi chỗ nào mình thấy vui. Tôi phải tự tạo hạnh phúc cho mình, không được quyền chà ác bạn dạng thân tôi. Tôi là một đứa hiện ra không có phụ dương mẹ, không có người nuôi, lại còn bị nguyền rủa. Nhưng tôi vẫn thành công, nhiều người biết đến, thì tại sao tôi phải buồn phiền? Tôi không có gì phải tiếc khi mọi người thay đổi thái độ về tôi, cuộc sống mà. Tôi không bao giờ để mọi người tác động vào bạn dạng thân mình. Tôi chỉ dùng lời nói của mình để tác động vào mọi người thôi.
Có thể, người ta nhìn vào thấy tôi đang nỗ lực duy trì tên tuổi của mình, nhưng tôi lại nghĩ khác. Tôi muốn dùng câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho một ai đó đang ở trong bờ vực, giúp họ đi lên.